Rồi, xin chào anh chị em và chào mừng anh chị em quay trở lại với chuyên mục nhịp đập thị trường cùng Tech Profit. Và ngày hôm nay là phiên giao dịch cuối cùng của năm 2022 rồi. Và chúng ta cũng đã kết thúc một cái năm mà có thể nói là một năm tương đối khó khăn đối với thị trường, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay thì mình cũng vừa là tổng kết lại cái năm nay cho anh chị em, cũng như là chúng ta sẽ cùng đánh giá lại các cái nhóm ngành nghề, sau đó là cùng nhìn về cái tương lai, đúng không ạ, là sang năm 2023 sẽ có gì. Ok, thì ngày hôm nay thì không biết là vô tình hay cố ý mà thị trường ngày hôm nay là giảm 0,22%, đúng không ạ? Kết thúc năm 2022 thì chúng ta thấy là gì ạ? Điểm số giảm 2,2 điểm và thị trường giảm 0,22%. Thanh khoản thì 6.900 tỷ hôm nay một phiên. Một phiên mà có thể nói là về giao dịch thì tất nhiên là thấp kỷ lục, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng có thể thấy là gì, là nhà đầu tư cá nhân trong những cái phiên gần đây là gần như là tâm lý chung nghỉ ngơi trước Tết, và sau đó là cũng không dám action gì trong giai đoạn cuối năm này đó, và kể cả là phái sinh, đúng không? Chúng ta thấy trong các phiên gần đây và thấy rất rõ là tăng điểm cuối phiên nó chỉ có một vài phút nó đạp xuống, ngày hôm nay thì bắt đầu kéo đáp lên, và độ lệch thì được một cái là gì, độ lệch của điểm số giữa phái sinh và cơ sở thì chúng ta thấy là gì ạ? Đã thu hẹp lại rồi. Thì sau khi mà trong các phiên vừa rồi nó chênh nhau đến tầm 10 điểm, đúng không ạ? Thì đến bây giờ bắt đầu có cái sự thu hẹp và chỉ chênh bây giờ chỉ còn chênh khoảng tầm 0,69 điểm mà thôi. Ok, thì chúng ta sẽ quay trở lại với cả trạng thái index và chúng ta cùng đánh giá trong năm vừa rồi nhé. Năm vừa rồi thì chúng ta cũng thấy là kết năm, đúng không ạ? Thì năm nay là một cái năm mà giảm điểm rất mạnh đối với thị trường, và tính từ thời điểm đỉnh, tính từ giai đoạn đầu năm, đúng không ạ? Tính từ thời điểm đầu năm thì có thể thấy là chúng ta đã kết thúc năm với một cái mức giảm là 33,5%, một cái mức giảm lớn 33,5% của index, đúng không ạ? Và nếu như mà chúng ta nhìn cái khung thời gian mà dài hơn một chút, thì chúng ta sẽ nhìn 12 tháng đi, chúng ta nhìn từng năm một thì chúng ta thấy điều gì? Thì chúng ta thấy là theo lịch sử luôn, thì những cái năm nào mà thị trường nó giảm sâu thì thường là gì ạ? Thường là sẽ đi kèm với một năm hồi phục, một năm sau hồi phục. Đấy, nên là mình cho rằng là đây cũng sẽ là một yếu tố tích cực cho anh chị em, là sẽ có một năm 2023. Tất nhiên là nó vẫn sẽ còn nhiều thách thức, và xác định luôn là rất nhiều cổ phiếu nó đang ở trong downtrend và nó bắt đầu chuyển quay trở lại dạng tích lũy. Đấy, thế nên là gì ạ? Nó sẽ là một năm mà tất nhiên là nó sẽ có sự hồi phục, nhưng mà sau đó nó sẽ là đi ngang và tích lũy. Đấy, và sau đó cũng là gì? Là phân hóa. Nên là một năm mà nó sẽ có nhiều thách thức đối với cả thị trường. Tuy nhiên thì sao? Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải lưu ý là gì ạ? Thách thức có, nhưng mà phải nói là cái cơ hội nó cũng sẽ có, và thậm chí là nó sẽ không quá khó khăn như năm nay, đúng không ạ? Năm nay là một năm mà chúng ta có thể thấy là gì? Bây giờ chúng ta còn ngồi với nhau giai đoạn cuối năm, thế này là vui rồi, đúng không ạ? Rồi, ok, thì nhìn về cái khung thời gian là khung tháng, anh chị em cũng có thể thấy là gì, là bắt đầu xuất hiện cái cụm nến đảo chiều form tháng rồi đối với VN Index rồi, và mình cho rằng là gì ạ? Là bắt đầu sang năm mới và tháng mới thị trường nó sẽ bắt đầu có những thời điểm hồi phục và cân bằng, anh chị em sẽ thấy rồi, nó sẽ có những cái thời điểm điểm gì ạ? Tiếp tục đi lên và cân bằng trở lại, đúng không ạ? Và vùng cân bằng trở lại của index thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy ở phía trên này, nó sẽ ở phía trên MA 100 và quanh khoảng MA 200 thì nó sẽ rơi vào khoảng là gì ạ? Nó sẽ rơi vào khoảng ở cái vùng này, đúng không ạ? Nó sẽ khoảng tầm là từ 1.150 cho đến khoảng tầm là 1.230, nó sẽ rơi vào loanh quanh, nói chung là trong khoảng tầm 1.200 cộng trừ 30 điểm, nên mình cho rằng nó sẽ có những cái cú hồi phục như thế. Còn tất nhiên là trong những cái phiên gần đây anh chị em thấy là gì ạ? Giao dịch cuối cuối Tết, gọi là cuối năm, giai đoạn Tết dương lịch thì gần như là không có thanh khoản, và rất nhiều người là gì ạ? Nghỉ ngơi chờ sang năm mới rồi, và chúng ta cũng thấy là Tết âm lịch năm nay thì cũng diễn ra rất là sớm. Tết âm lịch năm nay diễn ra rất là sớm. Đó, đấy là cũng là một cái mà chúng ta sẽ phải lưu ý, đúng không ạ? Thì cái giai đoạn mà sang năm mới, đặc biệt là giai đoạn mà trước Tết thì tất nhiên chúng ta sẽ thấy là thanh khoản thị trường nó sẽ không quá lớn. Thanh khoản thị trường sẽ không quá lớn. Tuy nhiên là gì ạ? Tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ thấy là rủi ro để mà điều chỉnh sâu thì nó cũng sẽ ít. Rủi ro điều chỉnh sâu sẽ ít, và mình cho rằng là gì ạ? Nó sẽ là có những cái phiên mà tích lũy lại và sau đó là gì ạ? Hồi phục dần lên, và chờ chờ đến thời điểm sau Tết thì dòng tiền nó sẽ bắt đầu vào trở lại đối với thị trường sau Tết. Còn tất nhiên là từ giờ đến Tết thì sao, mình cho rằng là vẫn sẽ có những cái nhịp hồi phục. Đấy, trong giai đoạn mà
tháng sau đúng không? Cũng là sang tuần và cũng là sang tháng và cũng như là sang năm luôn. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem xét lại một số những cái ngành nghề. Thì trước khi mà chúng ta có thể đi sang các những cái nhóm ngành nghề thì anh chị cũng có thể là gì ạ? Chúng ta sẽ chuẩn bị cho mình thêm những cái kiến thức. Mình cho rằng là sang năm sẽ là một thời điểm mà anh chị em cũng có thể là gì ạ? Để chuẩn bị cho một năm mới, chúng ta cần bổ sung những kiến thức và những cái kỹ năng giao dịch. Thì một trong những cái khóa học sắp tới Take Profit và do chính mình sẽ chia sẻ là vào ngày 8 tháng 1 tới, tức là chủ nhật tuần sau, sẽ bắt đầu dạy cái khóa học đấy là 5 ngày và dạy các buổi tối là khóa Trading Mastery và K14. Thì hy vọng là nếu như anh chị em có thể là muốn một cái sự đầu tư và chuẩn bị cho bản thân cho một năm mới để lựa chọn các cơ hội thì anh chị em có thể đăng ký cho cái đường link trong phần mô tả nha. Rồi. Khóa học đấy hiện tại đang có khoảng tầm hơn 20 anh chị em đăng ký rồi đúng không ạ? Còn khoảng tầm 10 slot nữa. Còn 10 slot nữa cho anh chị em. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ xem xét về những cái nhóm ngành trong năm nay. Và đầu tiên thì anh chị em thể thấy như thường lệ đúng không ạ? Chúng ta sẽ lên trang web là techprofit.vn. Cái trang web này là của team. Cũng làm ra để làm gì? Để công cụ để đây là cái khóa học sắp tới nhá. Đây là cái công cụ. Đây là cái công cụ để giúp cho anh chị em có thể là gì ạ? Tiết kiệm thời gian và đánh giá thị trường tốt hơn. Thứ nhất là chúng ta đánh giá về yếu tố là tâm lý thị trường. Thì chúng ta thấy là gì? Là tâm lý thị trường thì sau giai đoạn điều chỉnh thì nó bây giờ nó về giai đoạn trung tính rồi, đúng không ạ? Nó cũng xuất hiện những cơ hội giao dịch rồi. Anh chị em nhìn ở đây là thấy sẽ xuất hiện nhiều cơ hội giao dịch trong giai đoạn này. Đó, và nếu như mà có rung lắc giai đoạn trước Tết thì theo mình là gì? Nó cũng sẽ là cái cơ hội để anh chị em mua hàng. Đấy, nếu như mà dân tình mà bán trước Tết đấy thì chúng ta hoàn toàn có thể là gì ạ? Là mua được cổ phiếu và sau Tết thì chúng ta sẽ có những cái gọi là gì ạ? Thì chúng ta sẽ có một cái khởi đầu nó sẽ hợp lý hơn đúng không ạ? Như năm vừa rồi thì tất nhiên là nó sẽ có những cái dấu hiệu xấu nhưng mà nếu như anh chị em nhìn lại về index trong giai đoạn này và nhìn về cái xu hướng dài hạn hơn thì chúng ta thấy hoàn toàn là gì ạ? Là sẽ có những cái nhịp hồi phục, nhìn là thấy sẽ có những cái nhịp hồi phục trong tương lai. Đấy. Khi mà đà giảm nếu mà kết thúc tháng rồi chúng ta nhìn thấy cái xu hướng của thị trường là bắt đầu có dấu hiệu là gì ạ? Trend giảm đã suy yếu cả một cái trend dài nhé và bắt đầu là gì? Có dấu hiệu hồi phục lên. Thì cho năm sau đúng không ạ? Thì mình cho rằng là nó sẽ bắt đầu có những cái yếu tố tích cực dần lên đúng không ạ? Rồi, về xem về yếu tố ngành chúng ta đã hiện tại. Những cái nhóm ngành khỏe hơn thị trường ở đây chúng ta thấy nhá, vẫn có cả gì ạ? Nhóm hàng không hiện tại đang rất khỏe này, HVN đúng không? Nhóm đường, nhóm ngân hàng là bắt đầu cũng đang rất khỏe này. Rồi, tiếp theo là dầu khí rồi bất động sản khu công nghiệp bắt đầu quay trở lại vượt qua index này, bắt đầu vượt trở lại index này rồi, thiết kế xây dựng cũng quay trở lại này rồi, phần bán lẻ kim loại cũng có loại sắt thép, một số ngành xem nhóm ngành dưới index thì nhóm nào, họ Vin năng lượng tái tạo, ok bảo hiểm dịch vụ thương mại vật tư, bất động sản thương mại. Rồi, bất động sản thương mại đương nhiên vẫn vẫn đang yếu đúng không ạ? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đánh giá nhé là về với cái bối cảnh như vậy đúng không ạ? Thì trong năm qua chúng ta sẽ xem là nhóm ngân hàng này thì anh chị em có thể thấy là nếu mà đúng ấy, thì nhóm ngân hàng thì gần như là nó đã tạo đỉnh từ cái thời điểm tháng 7 năm 2021, sau đó là gì ạ? Nó vẫn còn cố gắng đi lên và đây là một cú uptrend này, phân kỳ này và sau đó là gì? Là gãy xuống dài hạn. Tuy nhiên thì đến thời điểm hiện tại chị em đang thấy hầu hết những nhóm ngân hàng đặc biệt ví dụ như MBB ạ, đây là một cổ phiếu nếu mà để đánh giá về yếu tố cơ bản và về dài hạn đúng không? Có thể lựa chọn được. Thì chúng ta thấy là gì ạ? Đây là nhóm yếu trong nhóm ngân hàng nhé. Nếu mà về sức mạnh trend nhé, thì nó cũng sẽ chỉ tích lũy ở quanh vùng MA 200 tuần. Đó, tích quanh MA 200 tuần và mình cho rằng nó vẫn sẽ có những cái nhịp hồi phục đi lên, sau đó điều chỉnh để cân bằng. Đấy, sau đó điều chỉnh để cân bằng trở lại. Tính từ đầu năm là nó cũng đã giảm một cái cú giảm là bao nhiêu phần trăm ạ? Tính từ đầu năm, nó giảm 40% đúng không ạ? CTG này, thì anh chị em sẽ thấy đây sẽ có một số case mà đây nhá, tạo đỉnh từ tháng 7 năm ngoái nhá. Hầu hết là đều đã tạo đỉnh tháng 7 năm ngoái từ tháng 1 năm nay này. Tính ra từ từ đỉnh thì nó giảm là bao nhiêu phần trăm? Tính từ đỉnh và đến kết thúc năm nó giảm khoảng 34%, giảm ít hơn MB đúng không ạ? Và tính từ đầu năm thì nó giảm khoảng tầm 27% thôi. Đấy, ít hơn hẳn MB nhá. Và nếu chúng ta nhìn những cái khung daily thì chúng ta cũng thấy là gì ạ? Đây là cổ phiếu mà nó đã quay trở lại cái vùng trading range. Đấy, vùng trading range. Đó, vùng gì ạ? Vùng giá đi ngang đúng không ạ? Cho hẳn lên trên cao này luôn. Đây, coi như ở trong cái vùng này. Vượt hẳn lên trên đấy và vượt cái MA 200 là mình cho rằng là gì? Vẫn sẽ có những cái nhịp hồi phục lên vùng cân bằng vùng 29 30. Đó, có thể lên trên hơn nữa không thì chưa biết, lúc đấy xem xét tiếp đúng không ạ?
lúc đó chúng ta sẽ xem xét tiếp, nhưng mà sao vẫn còn dư địa. Ok, STB tương tự này, BIDV này, BIDV cũng là một cổ phiếu, nhưng mặc dù là chúng ta thấy là những cái biến động trong phiên của nó, đúng không ạ, trong những cái đặc biệt những ngày cuối năm thì nó đánh rất ảo, kéo lên này, kéo về này, lại về cái mốc nền trước khi tăng này, nhìn trông rất là ảo. Tuy nhiên thì sao? Tuy nhiên thì cái mà mình cũng chia sẻ anh chị em là chúng ta có thể có cái góc nhìn gọi là dài hơi một chút, dài hơi một chút, đúng không ạ, đối với cả BIDV đây, nó loanh quanh, vẫn đang loanh quanh cùng 38-39 đó, thì sẽ phải chờ đợi, đúng không ạ, sẽ phải chờ đợi, và khi mà thị trường ổn định trở lại thì đây cũng sẽ là một cổ phiếu mà đáng theo dõi nha, rất đáng theo dõi. Tất nhiên là gì, cả giai đoạn vừa rồi một tháng này thì gần như nó chỉ biến động sideways và tương đối lừa đó, nhưng mà nếu như mà thị trường bắt đầu ổn trở lại và có nhịp hồi phục thì mình cho rằng những cái nhóm cổ phiếu này nó vẫn sẽ hồi phục. Thì một trong những cái nhóm cổ phiếu mình sẽ chúng ta có thể thấy mà sẽ hồi phục khá rõ ràng và trong đầu năm sau, xác định nhá, hồi phục nó không phải là uptrend, đấy là nhóm gì, đấy chính là nhóm banh đó, đấy sẽ chính là nhóm banh trong giai đoạn đầu năm. Chúng ta sẽ thấy là gì, khi mà thời điểm thanh khoản thị trường nó không lớn, đúng không ạ, thanh khoản thị trường nó sẽ khó to trong giai đoạn hiện tại cũng như là sang năm, thì nó chỉ có cải thiện chứ nó sẽ không quá nhiều. Đấy, dòng tiền nó sẽ tương đối phân hóa, và để kéo điểm số lên cho những nhịp hồi phục thì mình cho rằng là thời điểm đầu tiên nó vẫn sẽ phải cần những cái nhóm cổ phiếu trụ để nó dẫn dắt. Và nhóm banh, chúng ta có thể để ý nhóm chứng khoán cũng sẽ là một cái nhóm mà sau giai đoạn giảm từ đỉnh thì đã bắt đầu xuất hiện, quay trở lại, đúng không ạ, quay trở lại cái nền và chuyển sang giai đoạn tích lũy. Giai đoạn tích lũy thì mình cho rằng là gì ạ, những cái cổ phiếu này nó vẫn sẽ có cái thời điểm nó quay trở lại vùng cân bằng ở trên trading range này. Còn nếu mà để uptrend thì anh chị em sẽ phải hiểu là gì ạ, nó phải vượt qua được cái vùng tích lũy, vùng trading range này nữa nhá, phải vượt qua được đấy nhá. Và bên cạnh đấy, một nhóm nữa mình thấy khá ổn đấy là gì ạ, là sắt thép với Hòa Phát. Chúng ta thấy là cái vùng mua khoảng tầm 16-17 đấy, nhịp trước nhá, thì nếu như anh chị em nào mua được 13 tuyệt vời, thì mình đối với mình thế thôi, nếu mà mua được thì nên nắm giữ. Còn ở cái nhịp này, đúng không ạ, thì cái vùng mua khoảng tầm 16-17 là một vùng phù hợp, và vùng cân bằng của nó ở phía trên này, đúng không ạ, khoảng 24-25 nó sẽ loanh quanh đây. Sau đó là gì ạ, nó sẽ có một giai đoạn anh chị em sẽ phải thấy là để mà nó chuyển sang uptrend ấy, nó sẽ phải cần thêm thời gian, nó chưa thể tăng ngay được đâu, nên anh chị em lưu ý là gì ạ, trước mắt là sóng hồi và đi lên vùng tích lũy, nó sẽ còn phải dao động trong cái vùng trading range này. Anh chị em sẽ thấy nó sẽ phải còn mất thời gian dao động trong trading range này trước khi mà vượt được và xuất hiện uptrend, đúng không ạ. Hoa Sen tương tự này, Hoa Sen quay trở về rồi, Nam Kim thì chưa này, Nam Kim cũng chưa nhé, nhưng mà nếu có, đúng không ạ, nếu có thì em sẽ thấy thì đây là cái vùng gì ạ, khoảng MA200 cho đến cái cạnh trên trading range, nó sẽ là vùng cản cho giá, kể cả nếu nó có hồi phục lên và sau đó lên đấy nó sẽ điều chỉnh. Và với góc nhìn như vậy, đúng không ạ, thì mình cho rằng là VN Index nó cũng sẽ có những cái nhịp hồi phục tương tự, trước mắt là MA100 nó 1.100, sau đó là gì ạ, là vùng đáy cũ 1150 cho đến vùng 1200. Đấy, sau đó nó sẽ còn phải điều chỉnh, sau đó nó sẽ còn cần phải điều chỉnh thêm trước khi mà gì? Tích lũy, điều chỉnh, sau đó là đến giai đoạn tích lũy, đúng không ạ, và chờ cho một cái chu kỳ mới, chờ cho một chu kỳ mới đó. Và cái thời điểm nửa đầu năm mình cho rằng là nó sẽ có khá nhiều, đúng không ạ, giai đoạn đặc biệt là quý 1 thì khả năng nó sẽ là nhóm VN30, nhóm trụ. Và chúng ta cũng có thể thấy một số cổ phiếu khác, ví dụ như là VIX nhá, chúng ta nhìn thấy này là về trendline dài hạn này, đúng không? Anh chị em thấy là cái vùng giá 51 đến 53 về bản chất nếu mà mua được chúng ta sẽ thấy là khó giảm sâu, khó thủng, đúng không ạ? Đây là trend line dài và sao ạ? Về mặt dài hạn hoàn toàn có những cửa hồi phục khoảng tầm mình vẫn chia sẻ là 6 đến 9 tháng. Nó sẽ có những cú hồi phục lên như thế này thì nó sẽ không hề ít anh em, khoảng tầm 40 đến 60% là không hề ít, đúng không ạ? Vinhome tương tự này. Vinhome tương tự với vùng giá chúng ta thấy là gì ạ? 42. Vùng giá 42 thì gần như là gì ạ? Nếu mà mua ở đó thì nắm giữ dài hạn thì mình cho rằng nó vẫn sẽ có những cái thời điểm nó sẽ quay trở lại vùng 69-70 là có anh chị em nhé, là vẫn sẽ có. Còn đấy, chúng ta thấy trong suốt cả cái nhịp giảm vừa rồi, đây là nhóm mà nó ảnh hưởng rất nhiều đến điểm số, đến gì ạ, VN30, đúng không ạ? Và sau đó thì sao? Sau đó thì nó vẫn chỉ về được loanh quanh vùng hỗ trợ và nó vẫn không về được vùng đáy cũ, đúng không ạ? Mình cho rằng là đây sẽ là những cái nhóm mà nó sẽ có cái động lực để giúp cho giữ được điểm số ở góc độ là gì? Điều chỉnh nhẹ hoặc là đi ngang trong giai đoạn sau, nửa cuối sau của năm. Đấy, cũng như là nó cũng sẽ có tác động là đấy đến phần là tác động điểm số. Nếu như anh chị em để ý cái thời điểm 2019 là thời điểm VN Index đi ngang, đúng không? Thời điểm VN Index 2019 là cái năm đi ngang của thị trường. Thì sao?
đê giai đoạn đi ngang thị trường này, các cổ phiếu nó hồi phục lên và sau đó thì nó điều chỉnh và nó đi biến động trong một cái band hẹp, đúng không ạ? Biến động trong một cái band hẹp. Thì cái thời điểm này nó vẫn sẽ có những cổ phiếu trụ. Thời điểm đó Vietcombank này, anh chị em nhìn thấy 2019 nhá, vẫn kéo này, đúng không ạ? 2019 Vietcombank vẫn kéo nhá, BIDV 2019 kéo nhá. Đấy, sau cái sóng 2017 không tăng được nhá, không tăng được nhiều nhá. Thì BIDV này, Vietcom này, và ngoài ra thì sao ạ? Sau cái giai đoạn tích lũy thị trường, chúng ta sẽ bắt đầu xuất hiện thấy những cổ phiếu mà nó đang ở trong quá trình tích lũy rồi, đúng không ạ? Và thời điểm đó nó thời gian mà nó đủ thời gian tích lũy và nó sẽ bắt đầu chuyển trạng thái. Những cái cổ phiếu mid cap mình cho rằng là sẽ ở thời điểm nào ạ? Ở giai đoạn bắt đầu ở quý 2 và đặc biệt rõ ràng vào thời điểm quý 3. Đó. Và nếu như mà nó có những cái cú điều chỉnh mạnh của thị trường thì khả năng nó sẽ rơi vào giai đoạn là tầm thời điểm cuối quý 2. Thì cùng tham minh nếu như câu chuyện là gì ạ? Là gọi là hiệu của đường cong lợi suất ấy, của dài hạn mà bắt đầu là gì ạ? Cắt vượt lên trên ngắn hạn và bắt đầu dương. Đó, thì đó sẽ là cái thời điểm mà chúng ta sẽ thấy là dấu hiệu của những cái cú điều chỉnh hoặc suy thoái của thế giới, đúng không ạ? Thì tất nhiên mình cho rằng là nó sẽ có những cái cú điều chỉnh, nhưng mà sao ạ? Điều chỉnh nó vẫn sẽ nằm trong cái khung trading range của thị trường. Đấy, trong khung trading range của thị trường. Rồi. Ok, thì đấy là một số cái góc nhìn chia sẻ, đúng không ạ? Để xem thử xem nhé, nhóm bất động sản khu công nghiệp thì sao? Nhóm bất động sản khu công nghiệp IDC này, anh chị em thấy này, nó chủ yếu là diện tích lũy EMA 200 tuần này. SSC tương tự này. Cũng vậy nhá, SSC ở đây EMA 200 tuần này. Chưa thấy, đúng không ạ? Nhưng mà bắt đầu có những dấu hiệu anh chị em thấy là gì? Là đảo chiều xu hướng, kết thúc xuống giảm, bắt đầu chuyển sang giai đoạn tích lũy, đúng không ạ? Và tích lũy xong thì sao? Nó sẽ có những nhịp hồi phục lên những vùng cân bằng. Nó sẽ có những cái nhịp hồi phục lên vùng cân bằng. Và ở đây chúng ta thấy là có KBC này, là nó hồi phục rất sớm nhé. Đây là kết thúc trend giảm, anh chị em sẽ thấy. Nếu mà kể một cái trend line đây, kết thúc trend giảm này, đúng không ạ? Sau đó là gì? Lại hồi phục lên này. Đấy, hồi phục lên. Và nhịp trước này, quanh EMA 200 nó lại điều chỉnh, đúng không ạ? Nhịp này thì vùng cân bằng này nó cũng sẽ lanh quanh EMA 200 khoảng 30, khoảng 30 cho đến 32 thôi. Đó, thì những cái đà giảm tăng bắt đầu chậm dần, nó sẽ có những cú retest, nhưng mà nhìn chung là gì ạ? Nó sẽ chỉ biến động trong biên này và sau đó tăng dần thôi, đúng không ạ? Trong cái biên này và nó sẽ tăng dần này, nó vẫn sẽ còn vùng cân bằng ở phía trên, đúng không ạ? Và mình cho rằng là năm tới cũng sẽ là một cái nhóm cơ hội cho nhóm đầu tư công. Thì sau một giai đoạn giảm dài trong năm vừa rồi, VCG, HHV này thì đều đã gì ạ? Kết thúc xuống giảm này, bắt đầu đang hồi phục lên và quay trở lại trading range. Đó, FCN tương tự này, CTD, đúng không ạ? Thì đây là những nhóm cổ phiếu mà gì ạ? Đã confirm là gì? Kết thúc xuống giảm dài hạn. Đó. Không, cái này chưa phải là xuống kết thúc xuống giảm dài hạn, mà anh chị em thấy là gì? Đang có hành trình quay trở lại, đúng không ạ? Quay trở lại cái vùng trading range dài hạn. Đấy, và vùng cân bằng nó, nếu mà đi lên được vùng cân bằng thôi là cũng đã là gì ạ? Một cái tỷ suất lợi nhuận nó tương đối lớn rồi, đúng không ạ? Rồi ok. Thì mình cho rằng là có thể là nhóm xây dựng cơ bản và nhóm xây dựng hạ tầng sáng năm nó sẽ có nhiều yếu tố tích cực. Và các câu chuyện là dự án đầu tư công thì nó vẫn sẽ phải có, đúng không ạ? Và sẽ phải triển khai, nó sẽ mạnh tay hơn so với năm vừa rồi. Khi mà năm vừa rồi thì anh chị em thấy là gì ạ? Chủ yếu là câu chuyện thanh lọc và loại gọi là gì ạ? Cũng có bắt bớ, đúng không ạ? Và những yếu tố xấu của thị trường là nó thể hiện rất nhiều ở trong năm vừa rồi. Đấy, thì sang thời điểm năm nay thì mọi thứ nó sẽ bớt những yếu tố đấy đi. Tất nhiên là gì ạ? Chúng ta sẽ xác định trong giai đoạn thị trường sideways thì không thể đọc FOMO được, mà chỉ xác định là gì? Mua, đấy, thứ nhất là ăn sóng hồi phục và thứ hai là chỉ mua ở vùng hỗ trợ thôi. Và chúng ta sẽ phải chấp nhận cái câu chuyện là gì ạ? Là những cái con sóng, những cái nhịp sóng nó sẽ diễn ra, nó sẽ thường nhanh hơn, đúng không ạ? Nó chỉ khoảng tầm 1 cho đến 2 tháng thôi là chúng ta cũng sẽ phải làm gì ạ? Rút ra và đó đợi tiếp, đánh giá hoặc là chuyển nhóm khác, đúng không ạ? Chứ không thể nào mà cố gắng lại ăn một cái sóng, cố gắng phi cả người vào sau đó là gì ạ? Càng tăng càng mua được. Ok. Đấy là một số cái đánh giá trong cái giai đoạn hiện tại. Và mình hy vọng là gì? Hy vọng là tất cả anh chị em sẽ có một năm mới mà nó thật nhiều thuận lợi, thật nhiều sức khỏe và có thật nhiều cái giá trị để giúp cho chúng ta có thể là gì ạ? Đầu tư một năm mới thành công hơn, đúng không? Cũng như là công việc thuận lợi hơn. Và mình hy vọng là gì? Là trong năm mới anh chị em sẽ kiếm được những mức lợi nhuận, đúng không? Mà có thể là trong năm vừa rồi đã đánh mất. Đấy, giờ chúng ta sẽ có được thêm những cái sự sáng suốt hơn và nhiều cái kiến thức để chúng ta có thể đầu tư được tốt hơn. Đấy, ngoài ra thì nếu như anh chị em có cái mong muốn là được gọi là nâng cao trình độ ra về giao dịch thì welcome anh chị em nhé, có thể tham gia cái khóa học Trading Mastery. Khóa học sẽ được tổ chức trước Tết để anh chị em sẽ chuẩn bị cho gọi là một cái hành trang sau Tết, đúng không ạ? Và cái đường link khóa học sẽ được để ở trong cái phần mô tả và bình luận.
Ok, và một năm mới cũng đã qua rồi và hy vọng là tất cả chúng ta sang năm sau, đúng không ạ? Giờ này năm sau thôi thì chúng ta có thể là ngồi với nhau và chia sẻ với nhau nhiều hơn mà cười nhiều hơn với nhau, đúng không ạ? Nhẹ nhàng thoải mái hơn. Và chúc anh chị em là gì ạ? Năm mới thật là nhiều sức khỏe, thật nhiều thành công trong công việc và có một cái năm mà gì ạ? Có tỷ suất đầu tư hiệu quả. Chúc tất cả anh chị em thành công và nếu như thế hay đúng không ạ? Thì anh chị em có thể cho mình xin một like, một subscribe kênh YouTube của Tech Profit. Và nếu như có những ý kiến nào mà muốn bổ sung, anh chị em có thể để lại trong phần bình luận. Cảm ơn anh chị rất là nhiều và chúc mừng năm mới tất cả anh chị em. Và hy vọng là chúng ta sẽ bước sang một cái trang mới, đúng không ạ? Mà nó đem lại nhiều tích cực hơn so với cả năm 2022 vừa đã qua. Ok, cảm ơn anh chị rất là nhiều và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo của Tech Profit trong năm mới nhé anh chị em nhé. Bye bye anh chị em.